Rồi, đây là cái file của em ha. Dạ. Thì anh nói một số cái mình sửa. Thứ nhất á, là anh nghĩ là mình sẽ giảm cái phần này xuống chút một chút. Tại vì á, cái phần này á, nó gần như là nó nhìn thấy nó rất là rõ và nó noise rất là nhiều. Dạ. Cái nữa là mấy cái vị trí mà nó ép quen này nè, thật ra nó rất là nhiều. Nếu mà anh tắt cái noise này á thì anh sẽ thấy là nó phủ ở cái chỗ này như thế này, nó không có đẹp. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái phần ngay chỗ nhựa của mình làm thì có ép quen ngay chỗ này, nhưng mà nhựa thì lại gần như là không có. Đúng nhớ em cũng cho SQL Mình vẫn nè. sẽ làm một chút thôi chứ không có để là Dạ. nhiều, Dạ. mà nó hầu như là cái này mình không có luôn. Rồi Dạ. cái nữa là trên cái lát S nè, cái lát nè, nó gần như là nó không có cái phần IO dơ, cho nên nó nhìn cái này nó rất là sạch như này ha. Thì hồi nãy là trong quá trình chờ á, thì anh cũng có ngồi chỉnh sửa một chút. Đây thì cái phần này anh vẫn cho hiện nhưng mà anh giảm nó đi kha khá. Đó là thứ nhất là bị cái phần noise này nè, anh giảm nó còn 39, nó vẫn sẽ hiện thôi chứ không phải là không có, mà nó hiện nhẹ. Rồi đến đớp cái màu trắng này nè, thì ở đây á anh đẩy xuống còn 24 và 48. Đồng thời á anh cũng giảm luôn cái resonate. Cái resonate lúc đầu của mình để cao vậy nè thì nó quá bóng, cho nên anh giảm xuống một chút. Thì lúc này á em sẽ thấy là nó vẫn có cái độ noise nhưng mà nó không quá quá rõ không. Còn cái phần SQ thì ở đây á anh bend thêm ngay mấy chỗ này cho nó bớt bớt rất là nhiều. Mấy cái đường ở chỗ này, mấy cái đường chỗ này, mục đích của mình á là cây súng này nó sẽ không quá sạch nhưng mà nó cũng không quá dơ, và nó sẽ cần có sự tinh chỉnh là để anh vẫn để nó ép que ở một vài chỗ, đường đuôi, phần cuối, phần đầu thì nhiều. Còn mấy chỗ này á thì anh sẽ giảm tinh chỉnh lại cho nó bớt lại, thì lúc này mình nhìn sẽ nhìn thấy nó sạch hơn. Đó bên này cũng vậy, thì hồi nãy là anh bôi đi mấy cái khúc này gần như là khá khá đó, anh giảm lại mấy cái đường đỉnh ở đây nè, nhìn nó sẽ đỡ hơn. Rồi vẫn như là cái hồi nãy anh nói, thì anh vẫn sẽ làm cái phần S nhưng mà nó sẽ ít generator adware. Rồi thì cái phần dành cho trên này anh sẽ bền nó và anh cho nó ẩn, ngược lại anh sẽ cho nó hiện về chỗ. Ok. Multiply. Rồi. Ở chỗ này anh sẽ giảm của nó. Đồng thời rule của nó anh cũng sẽ giảm cái độ nó luôn.
Ok. Thì cái phần này, cái thứ nữa anh giảm cái độ roughness. Đó, nó không cần quá mạnh ha, anh chỉ cần nó vừa vừa thôi, có cảm giác có. Và tất nhiên là mục tiêu kế tiếp của mình đó là cần phải xác nhận một vài chỗ có. Thì vẽ nếu mà mình tinh chỉnh tinh tế một chút, mình sẽ canh để chừa ở lấy mấy phần S, mấy cái giờ chỗ chỗ dễ xước nhất. Còn mấy phần khó xước là mấy phần nằm bên trong này. Đấy, không cần nhiều ha, nhưng mà mấy cái phần mà ngay cái phần góc mà gần như hiếm hiếm bị á thì mình không cần để nó. Hay chỗ có chỗ không. Đó, tranh thủ mình làm chút vậy thôi. À, quên. Phần này á mình còn có AO thì mình chỉnh cái AO này lên thì nó sẽ giảm khá khá nữa. Đỡ phải ngồi chỉnh tay. Rồi. Cái tiếp á là về cái phần ống nhòm. Thật ra để màu trắng không có gì sai. Để màu trắng vẫn được, mà có điều á anh muốn làm cho nó có cái độ mà cái khớp á mà nhìn nó tạo cái độ màu ở trên đây á đi với phần thân á, nếu mà em để màu trắng á thì nó sẽ gần như là nó không có nổi bật lên được. Vậy cái màu của nó với màu đen này nè cộng thêm ánh sáng nữa thì gần như rất là khó nổi. Thì lúc này á anh tạo cho một cái màu hơi xanh xanh để tạo cho nó độ nổi bật của nó. Và cái kế tiếp là anh cũng sẽ sử dụng tiếp, hoặc là muốn làm lẹ thì sử dụng cái đất. Thì phần đất này mình sẽ làm cho nó nhẹ nhẹ, nhưng mà không phải là nó không có ha. Bắt mấy cái không cần đi, ví dụ như thế này. Rõ nét. Rồi, kế tiếp là tinh chỉnh cho thằng này nó ấn nhẹ lại. Đó, thì khi em nhìn ở đây em sẽ thấy cái độ roughness nó có, chứ không phải là không có. Còn cái kia là mình mất mất tiêu hẳn luôn. Khi là mới tanh luôn. Anh sẽ bung cái phần này ra thì anh sẽ cần cái smooth. À, cái này nó mục tiêu rồi. Mét thì không cần. Thôi, giảm này nhẹ. Cái contrast thì không cần cao, tại vì contrast càng cao á thì em sẽ thấy nó càng ngày càng gắt giữa trắng và đen. Trong khi nếu mà anh sử dụng contrast thấp á thì nó giống như là smooth đó, nó sẽ càng ngày càng nhẹ. Và sẽ giảm cái độ này xuống. Ok, mình thì mình vẫn thấy rõ, vẫn thấy được cái sự có trên bề mặt á, nó không phải là nó sạch, quá sạch. Rồi, thì sau khi tinh chỉnh một chút á, thì mình có được mấy cái phần này đỡ hơn rất là nhiều. Rồi, bên này thì anh nghĩ là cũng khá đẹp rồi. Nãy anh có bôi bớt đi một chút.
Còn anh thích nhất là cái làm lại chất liệu giống như trên này nè, có nghĩa là nó không cần quá snowy nhưng mà nó có cái sự Grossness variation trên đây. Ok, chỉ cần sửa vậy thôi là em có thể hoàn thành và em có thể xuất ra 4096. Rồi tiến hành render. Thì cái render cũng là cái khá quan trọng đó. Đúng rồi, Đặt render. cái khó rồi. Thì cái render của mình là căn bản là cũng giống như thế này. Đây là một trong các cái gọi là đơn giản. Nhưng mà thiết lập ánh sáng phải cho ngon ngon một chút. Còn mạnh á thì người ta sẽ render bằng có thể bằng Substance luôn mà không cần phải thông qua cái thằng Marmoset. Tất nhiên á là để có thể chỉnh được Substance đẹp á thì mình phải bật cái sample này lên cao. Chứ còn nó render có một chút như thế này á là các bạn sẽ thấy là gần như là nó kết thúc ở mới có 31 iteration à, trong khi maximum là ngàn. Rồi. Còn thích environment hay không á thì mình có thể bật tắt environment. Có nghĩa là anh sẽ random ở trạng thái không có màu và anh sẽ chỉnh như thế này ha. Còn em muốn có cái mặt đất round á thì em sẽ bật cái round giống như là nó đang nằm ở trên đây nè. Không á thì nó muốn làm lơ lửng thì tắt cái round luôn. Thì nó sẽ phản ánh theo cái kiểu khác. Đây. Đây là trạng thái căn bản không cần cầu kỳ. Nhưng mà tất nhiên á là cái phần render ở đây á anh đang để có 1500 thôi. Còn nếu mà override lại á 1920 1080 là full HD nè. Bằng cái màn hình của mình á thì nó sẽ render lâu hơn một chút. Rồi, ngoài thời mình có thể chỉnh ánh sáng. Nếu mà muốn nhẹ thì tốt nhất là qua đây chỉnh coi ánh sáng ở bên này trước. Ha. Rồi sau đó đem qua đây lại. Chưa? Nhưng mà thật ra render như thế này á, cá nhân anh nói nhiều khi mà nó nhìn cũng rất là xấu. Tại vì ánh sáng á, mình thích ánh sáng đập theo hướng từ dưới lên hoặc là từ bên này qua thì cái này nó không có đủ. Cái này không đủ. Thì anh sẽ có một cái bước nữa gọi là tinh chỉnh composite trong Photoshop. Thì ví dụ như anh đẩy cái hướng này là ánh sáng phụ. Đây là cái phần ánh sáng đẩy từ một cái hướng gọi là hướng phía sau hoặc là hướng phía trên để nổi bật cái khúc này ha. Ví dụ như khi mà nó render xong, anh có thể save render nè. Cho ra cái desktop đi và anh đẩy cái một ha. Rồi, cái tiếp á anh đẩy ánh sáng về hướng này. Đây là hướng ánh sáng chính của mình nè, anh muốn ánh sáng nó đập chỗ này cho nó đẹp nè ha. Nhưng mà chỗ này lại xấu thấy không? Nhưng mà không sao, anh lấy cái phần này. Sau đó anh save render 2. Thì anh đem 1 với 2. Desktop 2. Đấy, em thấy không? Đây gọi là render pass. Thì cái này á, muốn làm đẹp á, bắt buộc phải bỏ qua hai cái này. Rồi em có thể tinh chỉnh bằng cách overlay hoặc là color dot hoặc là tinh chỉnh gì đó. Em sẽ thấy nè, thấy không? Nó sẽ sáng hơn hẳn. Ví dụ chỗ này em chỉ thấy cái ở trên sáng thôi. Còn đây em sẽ thấy có cả ánh sáng ở phía trên và đồng thời bên này. Nhưng mà tất nhiên á, là khi mà em đem render bằng sample thấp á, nó sẽ noise như thế này. Thì khá là xấu. Thì đây là một trong những cách nếu mà em lười á thì render như thế này. Còn đẹp thì tất nhiên là phải bỏ vào Marmoset.
Em có cần anh render thử trong Marmoset không? Thử em coi thử. Rồi, anh export cái mess này luôn. Bên học viên Hùng. Thì anh để cái này gọi của anh riêng đi. K1 obj export successful. Rồi. Đến phần export texture. Đồng. Test. Ok. Còn cái phần của mình á, nếu mà muốn sử dụng đầy đủ á thì anh thường xuất có document channel, các channel luôn. Thì trong các channel này nè có cả IO. Còn cái chơi sai thì em có thể 4096 8K hơi bị nặng so với em. Qua đây á thì anh sẽ không cần cái phần normal, tại normal này nó đã áp vào cái normal DirectX rồi. Hay map anh cũng không cần. Image mình có nè, Mix IO là mấy cái phần IO của mình back á để làm mà IO tĩnh. Rồi, export. Rồi. Thì bây giờ em muốn anh render bản nào? Marmoset 324. Để em coi mấy em nào. Ba này. Rồi, 3. Thì cái học viên nè, Tùng nè, đây là test. Ok, anh bỏ cái thằng này vô. Mà quên, anh này đang sử dụng UAD UDIM. Quên nữa, cái thằng này nó đang không có hỗ trợ UDIM. Chơi Thì nếu mà không vào UDIM á thì em chỉ việc vào may ra lại cái này đúng không? Cái này hay là bên trong? cái test ba. Ủa là lấy cái nào anh? À, cái bên trong anh là cái test, trong cái test. Quên, em xuống trong cái test. Thì cái test test 3 đúng không? Dạ, test 3. Ok. Ủa, cái này có gì đâu? Rồi. Không có gì cả ha. Thì gán chỗ này lên bọt. Lên đi. Rồi, cái thằng này lên luôn. Lên 1, lên 2. Rồi. Hồi nãy anh làm cái test bên ngoài để đừng có đụng của em. Rồi cái này bỏ đi. Dẹp luôn. Test nè. Quên. Đây gần FS. Đó. Nhả lại. Cái test của mình. Không bị đâu. Rồi, không đúng.
Cái này là 002 Rosnet ha. Rosnet 02 nè. Normal nè. Rồi Metalist nè. Đây. Còn đối với để nhẹ thì mình có thể đặt thêm cái AO tĩnh. AO này là AO tĩnh của mình ha. Thì mình có cái Miss AO nè. Nói chung là anh thường hay tận dụng mấy cái AO tĩnh. Miss AO là 02 nè. Rồi. Thì cái Transparency nè. Đi đâu em mới có thể nhìn xuyên được mà. Anh thì không sử dụng Albedo Alpha mà anh sử dụng cái map riêng. Albedo Alpha là nó sử dụng chính thằng này, mà mình thì có cái map riêng. Obesity vào đây. Rồi, qua đây. Normal Rosnik. Snip on the two metallic. Rồi occlusion. Hi. Thì một trong các ảnh hưởng của mình đó là chính là cái phần môi trường. Cho nên em cũng không cần phải ngại cái phần này đi kiếm môi trường nào đẹp đẹp á mà đập vô. Thì kiểm tra thôi. Môi trường nó khá quan trọng ha, tại render BBA nó ảnh hưởng bởi môi trường rất là nhiều. Nhưng mà cái phần môi trường này chỉ là một trong các phần nền thôi, còn cái vụ mà xét đặt ánh sáng thêm của mình nữa nó khá quan trọng. Đi tới đi lui chắc cũng chỉ có thằng này nó cảm thấy nó ổn. Thì ánh sáng thì lại khá là thôi, lấy này đi. Rồi thì cái màu background á em có thể để cho nó bớt bị ảnh hưởng bởi con mắt của mình á. Nói chung là con mắt của mình nó hay bị ảnh hưởng bởi cái mặt background lắm. Thì em có thể để cho nó hơi xám xám tối tối một chút. Phần kế tiếp á, là em phải thiết lập ánh sáng. Thì cái phần ánh sáng á, cái nguyên lý của mình thì mình cố gắng mình đặt. Nói chung là mỗi người có một cái cách đặt ánh sáng. Họ có người á, thì họ thích dùng cái spotlight. Có người thì lại thích sử dụng cái Omni à. Có người lại thích vậy. Và ví dụ như anh cũng giải thích thêm một số cái. Thì với cái ánh sáng bình thường Omni của em á, thì nó sẽ sắc cạnh như thế này. Nếu mà em đặt cái wide shape này ra thì ánh sáng nó sẽ tản ra. Thấy được không? Cái lens cũng vậy nè. Là giống như là thay vì cái này là bóng đèn tròn, còn cái này giống như bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn dài của em đó, thì nó sẽ có những cái phần ánh sáng khác biệt. Thì đây là cái phần giải thích. Còn riêng cá nhân anh á, thì nếu mà muốn lẹ thì anh đặt direction.
Cái sân thì nó sẽ hướng lên hướng xuống như thế này. Và tất nhiên là khi mà ánh sáng mà direction nó mà để theo cái dạng dài vậy nè, nó sẽ chạy dài mà nó không có cái điểm tụ đẹp, thì em có thể giảm lại cái thằng quay này. Rồi ngoài ra thì có một số vài cái ánh sáng phụ. Đặt này mạnh quá thì cũng không có đẹp lắm. Nhưng mà cái metal á, nó lại đẹp ở chỗ á, là cái phần ánh sáng. Nên á, em phải canh chỉnh ánh sáng kha khá đó. Ví dụ ngoài ra em còn có một vài cái nhiệt độ của ánh sáng. Thì với cái ánh sáng trời á, em nếu mà muốn đặt cái màu này ánh sáng trời á, thì em để cho nó có hơi màu màu một chút. Còn nếu mà em đặt ở trong khí lạnh á, cảm thấy mà ánh sáng lạnh hoặc là ban đêm á, thì nó lại hơi hướng về màu xanh hoặc là màu tím như thế này. Không, đây là ánh sáng nóng. Còn ánh sáng trắng là ánh sáng giống như của mình, ánh sáng đèn huỳnh quang. Rồi em cũng có thể tiếp tục em đẩy cái này nè, để cho nó ảnh hưởng ở phía sau dạng như thế này. Thì ánh sáng á, khi mà render á, nó nói chung á là không phải là muốn đặt đèn sao đặt, mà các bạn cố gắng á, đặt làm sao á, cho cái cảm giác ánh sáng á, nó dễ chịu, để nó nổi bật được cái cây súng của mình. Không, anh thì thông thường anh làm xong á, anh cũng có thể bỏ ra đến mấy tiếng đồng hồ hoặc vài ngày để anh coi render ở mức độ cho nó đẹp đẹp chút. Thì làm cây súng xong á, nếu mà texture của em như thế này xong em không đẩy được ánh sáng lên thì em sẽ thấy là nó rất là uổng. Được chưa? Rồi của em thì ổn rồi. À quên, cái phần sáp á nó còn ảnh hưởng đến cái phần shadow nữa nha. Ví dụ như mà em đẩy sáp á mà nó cứng như thế này á, thì em sẽ thấy shadow nó rất là cứng nè, thấy không? Shadow nó sẽ rất là cứng. Em khi mà em đẩy quay lần này ra, shadow nó sẽ mềm ra lại, tại vì ánh sáng ánh này nó đang tản ra. Chưa? Thì thông thường anh cũng tùy mục đích thôi, chứ không phải lúc nào anh cũng xét cho nó cứng ngắc, nhìn nó cũng không có đẹp lắm. Và mình có thể bật thêm mấy cái tính năng như là location, lighting, location reflection á, là nó tự phản cái tính bóng mờ của nó lên chính trong mấy phần này, chỗ nào nó bóng là nó sẽ tự phản lên. À, thấy không? Rồi còn global illumination á, là nó sẽ đẩy cái độ contrast, đồng thời có những chỗ mà nó tối á, nó cũng sẽ giúp cho mình đẩy sáng lên. Thì cá nhân anh á, khi mà sử dụng Mamoset 3 thì cái phần này là quan trọng nhất, nó tạo ra cái sự hợp lý về ánh sáng cũng như shadow, sự phản chiếu. Ví dụ như mà mấy cái chỗ này tối đúng không, anh sẽ đẩy cái phần này sáng lên cho nó bớt. Nhưng mà thông thường á, anh không có đẩy sáng kiểu này lắm, mà anh thích cái để sự contrast, cái sự hợp bóng độ lý, cái sự độ bóng hợp lý của nó. Nếu tắt cái này đi á thì nó cũng ra, nhưng mà nhìn kỹ nó rất là kỳ. Cái này nó sẽ phản AO, rồi chỗ nào bóng nó bị che nó sẽ nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó, ánh sáng tùy từng khúc mà nó sẽ khác nhau, thấy rõ. Còn nếu mà em không muốn ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường nhiều á, thì tốt nhất là em nên giảm cái này nhẹ, sau đó em đặt ánh sáng riêng của cá nhân em. Lúc này nó sẽ không ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường. Nhưng mà nếu mà không có ánh sáng môi trường á, thì cái phần glass đó nó sẽ không có reflect. Tại vì ánh sáng môi trường càng sáng thì nó mới nhận cái môi trường, nó reflect nó mới dễ. Và cái ambient sky backdrop này á, nó hoàn toàn không ảnh hưởng bởi môi trường nha. Cho nên nó em thấy muốn thấy dễ chịu thì tốt nhất em tắt nó đi, em vẫn sẽ thấy cái ánh sáng môi trường nó ảnh hưởng nè.
mà nó không bị gì cả. Dạ. Rồi. Thì bài ở đây là kết thúc. Em còn có gì thắc mắc không? Không ạ. Dạ, để cố gắng mình đo. Rồi, cố gắng đi. Cái này là coi như là cái phần đẹp nhất của em rồi đó. Dạ. Rồi, thôi, bye bye em. Dạ, bye anh, cảm ơn.